chào các bạn, lại là mình đứng trước cửa văn phòng S Channel. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các thành viên S Channel đi camping. Đúng rồi, tươi tắn lên nào, vui vẻ lên. Yeah. Vì sao anh Quân lại đến muộn ạ? SH đấy. Chà, anh ta đi phượt bằng SH. Chà, em nghe dễ quá. Không biết đổ xăng của SH thế nào thật ra. Ôi, người giàu nhưng mà lại hơi quê. Yeah, sau 3 tiếng chờ cuối cùng cũng được đi. Vui quá, em mất công mất ngủ từ hôm qua. Xong hôm nay em mất ngủ thêm 3 tiếng nữa. Vui quá. Em chờ ai đấy, chắc chờ một tháng. Đúng vậy á. Chả hiểu đang làm gì. Đi tour thì hay phải làm thế này. Bởi vì nếu mà không là xích khô quá hay là trời mưa các thứ ấy, thì xích sẽ nhanh bị dỉ, nhanh bị mòn. Đi đường xa, đường dài liên tục, hiểu chưa? Nhà mình có ai cần bôi trơn không ạ? Chỉ áp dụng trên xe sẽ có xích thôi. À, áp dụng xe có xích rồi. Đầu tiên được đi phượt cùng nhau, chúng tôi đã chọn những chiếc xe vô cùng là dễ đi. Đó, đầu tiên là chiếc là Vision. Vâng, Vision nha cả nhà. Thứ hai là gì ạ? SH. Wow. Trời ơi, như nào? Đây, tôi vào. Moments later. Đây chúng tôi chuẩn bị các thứ xe cộ căng thẳng để đi ăn cái gì ạ? À? Đi đâu ạ? À? Đi ăn KFC ạ. À? Di chuyển hẳn mấy cây, một cây để đi ăn KFC luôn mà. Ui, tỉnh táo lên em. Mình vui chứ nhở? Vui đi ạ. Đi được nửa đường rồi, hai bạn thấy sao ạ? Tôi muốn cùng nhau quẩy trên nền nhạc ở trong ô tô. À, ngồi tâm sự nói chuyện với nhau. À, bây giờ thì bọn mình sẽ đi vào quán. Cái chỗ này là chỗ gì đây? À, đây là siêu thị Mạnh Quân nha mọi người. Nghe nói là sinh viên FPT là hay đến đây, nên là thành cá được mình vào đây để chuẩn bị đồ. Mình chưa thanh toán, nhưng mà mình xin anh ấy cho bóc trước. Tao không hiểu đâu cái loại người như mày luôn đấy. Tao xin anh như là đấy, chị vẫn thanh toán được mà, tao vẫn giữ lại cái vỏ mà. Đấy. Có vấn đề gì ạ? Miễn phí á? Em học 5 năm ở cái trường này, chưa được miễn phí đơn nào. Nhất định là phải ghé Hoàn Lạc, nhất định phải đến siêu thị Mạnh Quân nha mọi người. Sao rồi các chàng trai? Hả? Nhẹ nhàng không ạ? Vẫn đang lượng. Các bạn thấy chuyến đi này nhẹ nhàng không? Nhẹ lắm. Em thấy nhẹ nhàng không? Có tội em mong thôi. Đừng rủ ta đi trượt đấy nha. Đừng rủ nữa nha. Mày đòi mà. Thôi để sao chịu, rút kinh nghiệm. Mọi người sẽ khó mà có thể nhìn thấy một video mình đi phượt một lần nào nữa. Thảo ơi, lần đầu mà mình đi phượt thì mình thấy sao ạ? Mình thấy rất là vui vẻ. Đúng rồi, hào hứng đúng không ạ? Không hề mệt mỏi một chút nào cả. Thật sự là như vậy đấy, không hề ê mông, không hề ê đi. Đúng rồi, rất là vui vẻ luôn á. Hôm nay mình rất may mắn là ba chọn khu này. Ai dạ? Chỉ có một mình ở đây thôi. Là sao, cái gì đây, cái gì đây? Đây là vé vào cửa. Đấy, mọi người đeo vào. Nhưng kiểu đi phết đi, đi phết, đi phết. Chia cho nhau đi ạ, à. Rồi. Máy lượng lên nào. Vui lên nào. Không biết là cả mình nhận phòng. Ủa ôi. Vượt quá chưa. Vừa khít. Nhà mình đi tiếp rồi anh ơi, nhà mình đi tiếp rồi em ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi nhận lều để tối nay bọn mình chơi. Chiều và tối nay bọn mình sẽ chơi ở trong lều đấy. Mình sẽ đưa mọi người đi tham quan một vòng quanh đây. Như mọi người đã thấy, ngoài cây và cỏ ra thì cũng không có gì. Hết rồi đấy, ở xung quanh đây chỉ có thế thôi. Mình muốn khám phá không? Bước nào sâu thăm thẳm. Bước nào sâu thẳm cái gì vậy? Ôi mày đừng xuống. Bây giờ mình đã hiểu cảm giác của mấy cái nhân vật ở trong phim ma ấy. Là mỗi lần thấy mấy cái sâu thì thấy tò mò muốn đi vào. À ở đây thì có cái câu chuyện tâm linh nhá mọi người nhá. À đấy, sao anh bắt được sóng não của em đấy. Tức là bây giờ như thế này này. Mọi người biết mấy cái xích đu ngoài kia không? Em thấy rồi. Tức là ban tối đúng không? Tất cả các cành cây xung quanh không linh động, không lay động. Nhưng mà tự nhiên cái xích đu nó tự đu. Đấy.
Gió. Nhưng cành cây mọi người cứ nghĩ là gió. Theo nhiều năm kinh nghiệm của em đó là gió ấy. Nhưng thực sự thì cây không nguồn gốc của nó từ đâu thì em cũng không rõ mọi người. Thôi đi nào mọi người đi nhận lều. Khổ lắm, khoanh lấy tay đấy ngồi nhìn à. Má bắt đi à? Đây, đây chính là đến chiếc lều bọn mình sẽ ở đây. Quay mặt nào bạn ơi. Wow, người ta sẽ ngủ ở đây thật hả chị? Ừ, tao ngủ đây mà. 3 để 2. Ừ. Cảm giác nó như nào bạn? Nó vui phải đấy. Nhớ. Ừ. Tao cảm giác như là nó cứ đang ở giữa đường ấy. Ủa, đây là mày. Nó ngủ giữa đường ấy. Bây giờ mày đi camping ở chỗ khác thì mày cũng chỉ là mắc cái lều mình ngủ giữa rừng thôi mà. Thế á, ôi. Ở đây trong trong nó sẽ xịn sò. Thế sao mình sẽ ngồi đâu ra mình ngắm cái gì hả bạn? Đấy, ngồi đây. Ngắm gì? Ngắm nhau. Ngắm nhau. Alo, sao đâu? Thành cá bạn bảo cho chúng tôi ngắm sao, sao đâu? Ok, bây giờ đi theo tôi là các bạn. Xin được dẫn tour mọi người tiếp lại đến địa điểm ngắm sao tối nay. Ok. Đi theo mình nào. Get ready. Chào mừng các bạn đến với Bình Nguyên vô tận. Chào mừng đến với Bình Nguyên vô tận. À, phải ra đấy à? Ô, mình năng động nhỉ? Ô, mình năng động điên lên. Ôi, mới xào rồi. Châu chấu này. Ôi, lâu lắm em mới thấy con châu chấu. Ôi, chết rồi. Hình như em vừa giẫm một con châu chấu. Đâu mọi người biết, nó đang đây này. Ô, khơi không. Are you ok? À, em nhớ ra rồi, cái xưa em bắt con châu chấu xong em phải vặt càng nó đi. Ủa, thì nó đau lắm nhỉ? Anh đang vui đùa cái trò chơi gì đấy hả anh con? Anh ơi, bắt đầu. 3, 2, 1, chạy. Ôi trời ơi, thanh xuân quá. Ôi mẹ ơi, thật là vui vẻ. Ê, nó đéo như tao nghĩ lắm nhỉ? Đúng rồi, nhưng mà nghĩ đâu. Sao nó không đưa tao về nốt hả mày? Xuống đi mày. Về nốt đi. Xuống. Về nốt đi. Về đâu? Về xuống kiểu gì? Mày thả chân ra, duỗi hẳn chân ra. Mày chị đi với ai vậy? Chị đi với tôi. Trời ơi. Dậy. Mày ơi, mày đi kem đâu chứ phải đi ngủ đâu. Nghỉ dưỡng con mẹ mày. Mấy giờ rồi? 5:30 rồi mà. 5:30 ngủ. 5:30. Dậy. Làm gì đây? Bọn mình quyết định là đi chụp ảnh hoàng hôn. Thế nhưng mà hiện tại là bây giờ là mặt trời xuống hết rồi. Thì bọn mình mới di chuyển ra chỗ chụp ảnh. Không biết là có lấy được tí ánh sáng nào không? Photographer của chúng ta đang rất là căng thẳng. Nếu mà ngày hôm nay bọn mình không chụp được một vài ánh nắng thì chắc có lẽ là thành cá đập máy. Sau đó đuổi bọn mình về. Bầu trời hoàng hôn đấy mọi người. Và bọn mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất của nó rồi. Mà định cho tao Thu Hà ngồi một mình giữa một cái ghế à? Các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Nó cứ rì rào từ tai này sang tai kia ấy. Tiếng dế đúng không bạn? Tiếng dế đấy. Cô ta chụp ảnh. Không những có photographer mà còn có cả anh đánh đèn. Ôi, sợ quá. Tao xem ảnh nào. Ôi dồi ôi. Uầy, ghê quá. Ghê quá nhỉ. Ê, có chụp trò đi mà. Ôi dồi, đang ngắm sao. Vãi cả ngắm sao ạ. Đâu sao đâu ạ. Cho xin sao với ạ. Trong một cái không gian mà không có một tí đèn nào ở đây mà cô ta cũng có thể quay được MV. Tôi không hiểu cái MV này sẽ đi về đâu, thực sự là như vậy. Này nhìn ở ngoài nó đẹp lắm mọi người, nhưng mà tự nhiên quay trong nó không lãng mạn lắm nhở. Bất tử bọn mình đã được chuẩn bị từ trước. Hôm nay bọn mình sẽ ăn nướng ở đây, trời đất ơi, ui nhiều vãi, trông kiểu đầy đặn. Ngày này là khoảng tầm 1.500.000-1.700.000.
Cho 7 người, đã hết rồi. Người đàn ông rất lạnh lùng làm tất cả mọi thứ. Chà, quá là đảm đang nào. Thân thiện lên nào, vui vẻ lên nào. Nướng cho mọi người ăn thì cười đi nào. Trải nghiệm ăn nướng ở giữa rừng như nào? Rất là tuyệt vời rồi nha. Tuyệt vời à? Ừ, thời tiết là nói về thời tiết đi nào. Thời tiết thì nó như kiểu là không nóng quá cũng không quá lạnh. Mà nó mát mát ấy, nó mát mát kiểu nó xe và... lạnh, nó xe lạnh. Xe lạnh xong một tiếng dế kêu. Dương thì sao em? Hả? Em ổn không? Ổn. Em tỉnh táo không? Ờ, sao chị hỏi thế? Em say trong tình yêu. Đây chính là cái lều của bọn mình nè. Bọn mình đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn để ăn ở ngoài kia nhưng mà nó ít quá. Mọi người thấy lều bọn mình xinh không? Nhưng mà bọn mình không ở trong này. Bọn mình sẽ ở trong cái khu mà có giường với cả có điều hòa cơ. Có cái lều này chỉ là màu thôi. Ban đầu định để chụp ảnh nhưng mà cuối cùng chả ai chụp. Chắc là sáng mai sẽ chụp. Hoặc không. Ừ. Trời vừa mưa xong mọi người. Ôi cái mặt nó sưng lên sợ. Trưởng đoàn Thành Cá với cả phó đoàn Phương Anh đã đi ăn trưa à nhầm ăn sáng rồi. Còn bọn mình thì bây giờ sẽ chuẩn bị đi. Bọn mình không biết là ăn sáng ở đâu cả. Nào chắc là... Như họ dỗi bọn mình ấy, kiểu họ gọi mãi bọn mình không dậy. Lần đầu tiên đi du lịch mà dậy sớm như thế này. Dù những lần trước là cũng có người gọi dậy nhưng mà cũng là mắc vào 9 giờ bởi vì là phía nhà hàng 10 giờ hết đồ ăn ấy, cho nên là 9 giờ mình chỉ mắc vừa. Tại sao bắt chúng tôi dậy từ 8 giờ 26? Lần sau ai mà rủ chúng tôi đi chơi xác định là dậy sau 9 giờ nếu không bị đường dục. Được chưa? Chúng ta ở nhà chứ họ không đi. Thế là không ai rủ mình đi nữa. Giờ thì là hai con đi chơi nhau. Được rồi Dương. Khoảnh khắc hai người bắt gặp người mà đã vất vả gọi mình dậy buổi sáng. Đây là bát mì ăn sáng của bọn mình. Đấy. Bằng một cách thần kỳ nào đấy cả ba chị em tôi đều gọi là mì gì ạ? Mì gì ạ? Mì bò. Nhưng nó đã thành mì gà. Sau khi mà bọn mình đã đi ăn sáng xong định về đây để ngủ tiếp thì Thành Cá nhất định là không cho ai ngủ cả. Nó bắt mọi người phải dậy đi. Đến lúc mà mọi người dậy được rồi thì trời mưa. Thế thì đấy, nó bắt bọn mình đi cưỡi ngựa mọi người ạ. Đấy. Hụt hẫng chàng trai 22 tuổi không được đi cưỡi ngựa. Tao vẫn nhớ cái câu hôm qua Thành Cá bảo là chỉ cần các bạn vui là tôi sẽ vui theo. Tôi vui lắm. Nhưng mà bạn thì đéo vui. Yeah, đi về thôi. Về anh Huy à? Ôi, thật là những con người chăm chỉ. Yeah, thứ hai đầu tuần được đi về rồi. Bye bye nha, về đây. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi hành sang nha. Ăn đi rồi biết. Thôi ăn trước đi, tí ăn. À, hóa ra thử độc trước à? Không phải thử độc mà ý là mình không ăn miếng đầu tiên của người ta. Mình chỉ ăn miếng còn lại thôi. Ok. Chị thật là lịch sự quá. Đúng rồi, chị sống nguyên tắc lắm em. Ý thôi. Bye bye nha, bye bye nha.